một hai ba chạy sâu ơi sâu 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 chạy rồi. Sâu đi đường nè, hôm nay mua cho Thu cái xe đẹp. Chờ chờ phải làm cho Thu không có đích là cái xe nè. Giỏi. Giỏi. Ghê 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 ghê. Ghê. Đi đi từ thôi. Chân 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 thì ngắn mà đi thì đi nhanh. Đi theo cái này sẽ là. Hello anh em. Xin chào mừng anh em quay lại với kênh Bundo Vlog nha. Đó thì hôm nay nè. Hôm nay á là dẫn Su xuống dưới quảng trường để Su thực hiện một cái thử thách với mình. Đó là chạy đua nha. Đó, lần hôm nay mới diện cho Su một cái bộ đồ nè. Đây là cái bộ đồ đá banh Manchester United, không phải Barcelona. Đó. Đồ lớn nhất thế giới đó hả? cái bộ đồ này á, đó, đảm bảo luôn bây giờ mà đi trong buổi tối hoặc là đi đâu á nhìn là nhận ra Su thôi, cũng là không có chạy được nào đó. Đi tới đâu nổi tới đó đó mọi người ơi, bộ đồ thời trang của Su đó. Bây giờ nghĩ ra bây giờ chỉ mặc cái áo thôi, không chỉ mặc quần. Thôi để giờ mình mặc cái quần vô cho Su nha. Su duyên quá. Đừng có vô duyên quá đi. Chạy đuôi một tủ quần áo là coi như ra ra ở chuồng vậy, thử làm cái mẹ quê nha sâu. Một đống quần áo luôn mà bây giờ ra đây ở chuồng vậy đó. Trời ơi, đang mặc quần vô để chuẩn bị chạy đuôi ơi vô cô ba. Đây, vừa tập thể dục vừa rồi. Thì à mà bây giờ trước tiên để vô cái thử thách á là trước khi mà vô cái thử thách á là mình sẽ dẫn Su đi qua bên cái khu vực để thực hiện cái thử thách đó luôn nha. Sâu ơi. Mà rồi đá banh là phải đi giỏi nha, đứng lên xem. Rồi đi xe cho anh nè. Đi, bây giờ xuống đi tới đâu cũng thấy sao đó, tại bộ đồ nó quét nổi đi. Rồi, đi đi đường như đây, đi đường như đây đi. Xuống xuống xuống, đứng lại. Xuống đứng lại, đứng lại. Đây, để anh tặng cho xuống một cái kẹp. Cài một cái kẹp đây nè, mọi người nhé. Đi. Các em đi ra ngoài kia sáng hơn không con? Không đi 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 một vòng mày luôn. Kéo váy kéo quần em lên đây ngồi. Đúng vòng mày luôn. Thôi đừng yên nha. Đây là cái vòng thấy lần đầu tiên nha mọi người. Đây là kéo lên con. Kéo. Đây là bài biểu diễn đầu tiên. Đó, đi trên cái bậc thềm đây nha mọi người. Sâu. Sâu đi xem cho anh nha. Ôi hay quá. Giỏi. Giỏi. Ghê 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 ghê. Ghê. Đi đi từ thôi. Cho con chân. Chân chân thì ngắn mà đi thì đi nhanh. Đi xe này sẽ là rồi đi xe ra nè. Đi xe vô, đi xe vô, đừng em, đừng xe vô. Em con để em tập. Lâu quá là em chưa đi. Dễ thương không? Đừng có đẩy em, đừng có đẩy em. Rồi, xuống đi lên đây. Chết rồi, đây, mọi người ơi. Mọi người ơi, hôm nay cho ra quảng trường gặp một bà ba lên nữa nè. Xong hai bà ba, bà tám gì với nhau đây. Nãy quên mất, hồi nãy mà bận cái bộ đồ bà ba mới đúng được. Còn đây mình bận đồ đá banh rồi. Đó. Đây bằng nhau luôn kìa. Trời ơi. Giờ xếp hàng, xếp hàng cho mình. Dễ thương, trời ơi, bé thì rất là dễ thương. Bé hai bé bằng dễ thương quá. Xuống đi nữa nha. Sao ở nhà còn có cái đồ bộ đồ bà bé đó. Đưa cho mình, đưa cho mình. Rồi, ôm đi, ôm đi. 2, 3. 2, 3. Cười, cười. Rồi, đứng vô, đứng vô, cười lên. Cười lên, 1, 2, 3. Rồi, tạo dáng đi, tạo dáng sao. Tạo dáng đi. Chào, 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 chào. Biết chào không? À, chào. Các em biết cái dễ thương chưa? Bọn bộ đồ dễ thương quá. Coi là mọi người ơi đây. Hồi nãy bộ đồ của Su ghê chưa? Hồi nãy mà mình bận cho Su một cái bộ đồ bà ba nữa vô đây mới hợp được. Bữa nào có hẹn thì để mẹ mai cho Su một bộ đồ màu xanh y như em thì ra hai đứa đi với nhau rồi thôi. Đúng rồi. Dạ. Cầm tay em đi, cầm tay em đi. Cầm tay đi. Ở đây vậy thôi, hai đứa đi cùng nhau luôn.
xuống đi, 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 đúng rồi đó. Đi, 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 con. Đi, 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 đi. Xuống la xuống đi trước rồi kìa. 5 minutes later. Rồi, hai đứa, xuống đi xe dành. Rồi đứng quay lại. Nay là xuống lì lắm nha. Rủ em kìa đây. À, ủa? Bạn bạn nhau luôn mày ơi, bạn nhau luôn kìa. À. Đồng ơi, xuống đồng hơn một tí. Quyên, xuống chỗ cho cô quay lại, cô đứng sau lưng luôn. Xuống ơi, xuống lại đây. Quyên thấy cho anh. Quyên, đừng đừng đẩy em, đừng đẩy em. Quyên đứng rồi vô đợi. Rồi, thưa đứng lên coi, đứng lên xem. Đứng lên để anh tao chiều cao coi. Không. Rồi lại đây, đứng xe vô, đứng xe vô em nè. Đứng xe vô. Đứng xe vô em. Đứng xe vô em. Đứng xe vô, đứng xe vô. Rồi, đứng lại. Qua đây. Đứng xe vô ai. Rồi. Rồi, rồi, lại đây, đi đi phim, đi phim. Trời ơi, coi kìa. Xong, xong đi, đi. Rồi, đi quay lại phim. Đi quay lại, đi quay lại, đi lên đây. Đi lên đây. Rồi. Cho xuống chạy, cho xuống chạy heo đi. À, từ từ, nó xuống chạy. Xuống, nè, cầm, em cầm tay xuống đi. Sợ. Không, đâu, để từ, để cho bà cầm để. Đi 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 xuống, đi xuống với bè bè. Đi xuống, đi xuống với bè. Về bè bè kia. Bè bè này xuống. Còn đây nữa. Đây đây đây, rồi đứng cho luôn. Đây đây. Đó, đứng đi. Xuống ơi. Ok mọi người nha. Đó, thì Su bây giờ là đang được mẹ mình cho tiếp sức. Đó. Tiếp sức để vô một cái thử thách mới nha mọi người. Thì chuẩn bị là mình với mẹ sẽ chạy đua với Su. Đó, để xem thử là Su với mẹ với mình có thử là sao con. Thì giống kiểu là bây giờ nha, con với Su là chạy đầu tiên. Chạy cỡ, nói chung là chạy cỡ 10 mét, 20 mét thôi. Thì coi thử là ai chạy nhanh hơn. Đó. Đây là gọi là thử thách con với mẹ với Su luôn. Bắt đầu là con với Su trước, rồi sau đến lượt mẹ với Su, rồi sau đó là đến lượt ba người luôn, con sao? Mẹ với Su. Sao mà mẹ chạy theo kịp được? Thì ví dụ mà chạy, ví dụ mẹ mà con với Su á chạy không kịp thì con sẽ trách mẹ một đoạn nào đó, rồi một hai ba là cùng chạy. Đó, thì anh em biết không? Mình muốn làm cái clip này để xem thử là Su, thử là khả năng của Su là chạy nhanh cỡ nào. Bởi vì bình thường á, mà ví dụ mà mình giả bộ mình để Su ở lại rồi cái mình chạy, mình kêu mình chạy về á, Su chạy nhanh lắm. Đó, ok không? Ok. Đó, đó. Thử mọi người, mình cũng thử cái sức của mình. Lâu nay mình chưa chạy, bây giờ mình chạy thử để đó. Đó, đảm bảo luôn. Cái clip rất là hay luôn nha mọi người. Thì ok, để bây giờ bắt đầu thử thách luôn. Bây giờ từ chưa? Bây giờ nha mọi người, giờ là chạy đua với Su này nha. Đây, 1, 2, 3, 4. Đó, thử chạy đua thử coi là ai chạy nhanh hơn Su nha. Không, chấp mấy đứa lên trên một chút luôn. Lên trên đây luôn, lên trên đây đi. Rồi, lên trước. Rồi, đúng rồi, lên trước đi, được chưa? Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống, được rồi nha. Rồi, chạy đi, ngồi xuống. Xuống, ngồi xuống. Xin, chạy không? Xuống, lên trên kia luôn. Lên trên kia luôn. Lâu nay chạy kia luôn. Từ từ em giữ lại. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chưa? Đâu em này chuẩn bị rồi cúi xuống. Xuống nữa. Ừ, đúng rồi. Rồi vô luôn. Được chưa? Rồi, từ. Từ đi. 1 2 3 chạy. Sâu. Sâu. Chạy lên. Sâu. Sâu. Em chạy cái gì muốn tua cái quần ra luôn rồi kìa. Kéo cái quần lên.
Đó thì đây nha, xu là xuống dưới đây giờ là nói chung là ở quảng trường mình rất là nhiều fan của xu luôn. Đó, coi kìa. Đó, cái quần này kìa. Okay, xu. Đó thì bây giờ là nói chung là xuống đây là cho xu chơi một cách rất là thoải mái luôn này. Đó mọi người thấy không? Đó. Ở dưới quảng trường thì nó rất là rộng luôn. Đây nha mọi người. Đó thì sau khi mà chạy xong rồi đó là bắt đầu là giỡn. Đó, tính ra xu nhà mình là hơi bị khỏe luôn. Giỡn ra bây giờ rớt mấy cái quần rồi kìa. Em chạy 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 xuống cái quần. Đó. A few moments later. Đây nha mọi người, bây giờ là cho mấy mấy em nhỏ đi chơi một cái trò chơi với Su nữa luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ mặc cái áo này vô cho Su để cho Su nổi. Rồi tất cả các em này nè, em nào bắt được Su á là coi như là ẵm Su về nhà luôn nha. Đó, thích chưa? Rồi, nhưng mà bắt được nha. Rồi, từ từ. Rồi, mấy đứa đứng đứng ra sau đi. Rồi. Ai mà bắt được Su này coi như là ẵm Su về nhà luôn nha. Đó, chúng ta bắt đầu đi. 1, 2, 3, Su lại. Đó rồi, ai bắt Su đi. Đấy không, Su lại. Su ơi, đâu rồi, bắt Su nè. Su. Đâu, con bắt được mình ra con không ẵm. Thôi, xí xóa bạn chạy lại. Rồi bảy em xuống đi rồi chạy lại. Rồi chạy lại lần nữa. Xu em giỡn. Rồi. Xu lại đây, Xu lại anh. Rồi đó. Ai bắt được Xu ẩm nè. Rồi. Lại đây thật nè. Xu. Xu lại Xu. Xu lại rồi đó. Đâu. Chạy chạy luôn. Đâu. Nó vô vậy. Anh đây là lỗi. Cho mấy nhỏ thôi. Đâu. Đâu? Lại đây sâu. Đâu? Bắt đi. Ai lỗi ẵm cái nhà luôn đi. Không, chở xu về không? Rồi đang giữ nha nha. Xuống ngồi sau. Đi em lái đi, đây nha mọi người, thì hôm nay là một cái buổi mà gọi là đi chơi cùng với Su. Thì định ra đây làm một cái thử thách chạy đua nhưng mà gặp rất là nhiều fan của Su. Đó, đâm ra là cho Su chơi cùng với mấy em luôn. Đó, thì hôm nay là một cái clip gọi là giải trí cho mọi người thôi. Đó, mọi người mà xem clip của Su mà thấy hay á thì nhớ nhấn like đăng ký nha. Và đừng quên chia sẻ để ủng hộ cho
Xu ngày càng phát triển. Hẹn mọi người những clip tiếp theo. Ok.